Thưa quý vị và các bạn, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân Nguyện của Quốc hội, bị cáo buộc hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nhưỡng vào tối ngày 14 tháng 11 khi ông vừa xuống sân bay nội bài về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Lực lượng chức năng đã thực hiện công tác khám xét nơi làm việc của ông Nhưỡng ngay sau đó, kéo dài trong nhiều giờ. Động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường được gọi là Cường Quát, có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê ở Thái Bình, tiến sĩ luật kinh tế. Trước khi là đại biểu quốc hội khóa 14, ông là vụ trưởng, phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban dân nguyện cho đến nay.